là chai Ấn Độ nha mọi người. Ngày nay nghe nói chai Ấn Độ này á, là một muỗng là một độ. Mì này á, nấu tại nhà, nước súp á, rất là ngon nha. Y gan như quán mình nấu luôn á. Đây á, là gói mì cay của Ăn Vặt Ba Báo nè mọi người. Mỗi lần mình mua á, là cả chục gói nha. Vợ mình á, cũng rất là thích ăn mì cay. Mình đâu có thời gian đâu mà chở bả đi ăn mì cay hoài. Mỗi lần mình mua á, là cả chục gói như thế này nè. Khi nào mà mình thèm á, thì mình nấu ăn thôi, rất là tiện lợi nè. Còn cái phần topping á, ăn với mì cay á, mình thích topping nào á, thì mình cho cái loại topping đó vào thôi. Điều đặc biệt nhất á, cái gói mì cay này là cái gói súp này nha mọi người. Mình nấu với cái lượng nước á, người ta ghi trên gói súp này nè, không cần bỏ thêm gia vị nào vô hết á. Cái nước nó rất là đậm đà nè, y gan như trong quán người ta nấu vậy á. Nếu mà bạn nào mà thích ăn mì cay á, cứ việc nhấp vào chỗ hàng bên trái video của mình á. Mình mua về mình nấu á, rất là nhanh và ngon nữa. Chào mọi người, mì cay mình cũng đã nấu xong nha. Mì cay này mình nấu tại nhà luôn nha. Mình thích topping gì thì mình để cái đó vô nha. Trong này thì mình có tôm nè, hột vịt, ốp la. Còn cái này là xúc xích tươi nha, nấm kim châm. Còn cái này là hành lá nha. Lá thì mình ăn thì mình để vô nha, nấu mà rất là ngon. Còn này là chai Ấn Độ nha mọi người. Ngày nay nghe nói chai Ấn Độ này á, là một muỗng là một độ. Bữa nay mình sẽ thử chai Ấn Độ này nha. Cái mùi cũng khá là nồng nha mọi người. Ê, thử hết nguyên chai nữa. Mình sẽ chọn Ấn Độ lên cho nó đều nha. Mới vừa nấu xong nó còn nóng luôn đó. Quá đã. Cái vị cay nó cũng vừa thôi chứ không cay quá nữa. Cho hành lá vô thôi. Đúng rồi, mình đẩy hết chai Ấn Độ vô thì mình hấp chút xíu á, cái độ nó sẽ cay nha, nó sẽ lên. Hành lá mình ăn nhiều thì mình trụng vô nha. Tại này nó còn nóng á, hành lá thì mình sắc nhuyễn ra rồi đó, trụng nó rất là dễ. Còn đây á, là chén nước chấm nha, muối chú hải siêu cay luôn nha mọi người. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Làm miếng hành trước đi. Đã để vô ăn rất là ngon nha. Nước rất là ngon nha mọi người. Ăn gần như quán mình nấu luôn. Mà để chai Ấn Độ vô á, theo như độ dặn này á, theo như mình đánh là tầm khoảng cấp 4 mà không được cấp 5. Đối với mình là cay dừa thôi. Lá để vô nhiều rất là ngọt nha. Mì này á, nấu tại nhà, nước súp á, rất là ngon nha. Một gói mì gì nè, mình thích cái topping nào á thì mình để đó thôi, mình nấu tại nhà ăn rất là ngon. Trứng hột vịt của mình ấp la nè. Cho miếng muối vô. Hột vịt ấp la ăn rất là béo nha mọi người. Có rõ. Ăn đổ mồ hôi luôn. Tôm nè. Mình thích topping nào thì mình cho topping đó vô nha. Mang tôm mình cũng lọc xong nha mọi người. Tôm rất là ngọt.
bỏ đã.